Con đường tơ lụa là chỉ có ở trong game thôi, chứ lấy nhau xong mà không đi kiếm thêm thì cuộc sống chỉ có xuống dốc. Phụ nữ mà lấy chồng 3 năm đầu thì trong đầu lúc nào cũng lấp ló cái tư tưởng bỏ chồng. Đến 5 năm thì bớt hơn một tí, kiểu đỡ gây gổ cãi nhau với cãi nhiều quá cũng thành quen ấy. Rồi mấy năm sau chồng già rồi hết bạn để chơi, ông nào cũng có gia đình bận con cái, tự nhiên lúc đấy lại thấy chồng biết nghĩ hơn, con lớn không bận bỉm sữa nữa, tình cảm vợ chồng lại đi lên. Ở được 10 năm rồi thì lại thấy quen quen, lúc bình thường nghĩ không có cũng chẳng sao, nhưng lúc không có thì lại thấy hơi thiếu thiếu. Nhiều lúc muốn bỏ nhưng nghĩ mất mẹ nó 10 năm, vừa cố gắng phấn đấu vừa thấu hiểu lẫn nhau, đến lúc khó khăn nhất thì cũng qua rồi, vậy thì bây giờ tội gì phải bỏ. Bao nhiêu công lao bơi trong quá khứ, giờ lớn rồi có tuổi, ý tứ một tí cũng chẳng thiệt ai. Mai sau con cái nó lớn có gia đình, mình làm bố mẹ có kinh nghiệm để dạy con. Nên chị em cố gắng đi hết chặng đường để có một gia đình ưng ý nhá. Cuộc sống của mình là do mình làm chủ cuộc chơi. Những kẻ dở hơi đi qua cuộc đời mình nó chỉ là chướng ngại vật để mình trưởng thành và về đích nhanh hơn thôi. Chồng mà có đi cặp bồ thì chị em mình ngồi bình tĩnh xem xét lại, xem chồng mình có phải là đại gia xuất sắc không sao hạng A hay không. Nếu có thì thôi, chồng có cặp bồ thì chín bỏ vào mồm, đặt vé hạng thương gia sang Mỹ shopping hạ hỏa rồi về tính kế tiếp. Còn chồng mà mấy cái dạng vớ vẩn, đã không có gì xuất chúng lại còn nhân phẩm yếu kém thì ly dị luôn, làm gì mà phải khóc cho sưng mắt hàng cổ ra. Người ta khóc là khóc trong BMW, Audi dùng khăn eo vì lau nước mắt, ngồi sau xe máy mà khóc, lấy tay quẹt nhòe hết cả mắt mũi, khóc giật giật mấy hồi chân trống nó trượt, rồi lại ngã lăn đùng ra kém sang vô cùng. Chị em xem phim chỉ có cuộc chiến trốn thâm cung hoặc là thâm cung nội chiến, chứ làm gì có cái cuộc chiến túp lều tranh hay là nhà cấp 4 đâu. Đấu tranh vua, thắng thì làm hoàng hậu, thua cũng làm thứ phi danh giá, nó bỏ cái công chảy ra chóc vỏ. Nhà thì đi vài bước chạm vào mặt tường, tranh nhau để thắng thì đứng rửa bát trong nhà, thua thì ra đầu đường ngồi đợi nó hả các chị. Tự nhiên một ngày vợ các anh trở nên như câm như điếc thì thật đáng tiếc cho các anh đã quay vào ô mất lượt. Một số anh chưa có kinh nghiệm lại thấy thích quá, ui tự nhiên con vợ mình nó không lắm mồm, nó không quản lý. Nhưng những người từng trải một tí thì thấy vợ im lặng là biết có biến rồi. Nhà là nơi để về, nếu chưa thấy người về thì phải gọi điện chờ mong. Chứ muốn có tổ ấm nhưng mà thích đi đâu thì đi, thì đó là nhà trọ chứ không phải là gia đình. Nếu các anh muốn có một gia đình nhưng lại thích sống một cuộc sống nhà trọ thì chứng tỏ mình vẫn chưa lớn đâu. Đừng ăn chơi khi vợ con còn khổ, đừng sĩ diện khi bố mẹ còn phải còng lưng. Vợ thì tiết kiệm từng đồng, chồng thì sĩ diện rượu chè bo thêm. Vợ con đong đếm từng ngày, chồng thì chày bữa nợ nần ăn chơi. Nếu có tiền tiêu xài thảnh thơi thì người ta mới khen đây là tay chơi đích thực. Không tiền mà thích chơi bời thì người ta lại chửi là ăn chơi nửa mùa. Đã là vợ chồng thì việc chung thủy là trách nhiệm chứ không phải là lựa chọn. Còn phản bội là lựa chọn chứ không phải là lỗi lầm. Phụ nữ nhất định là phải nhớ, mặc gì cũng được nhưng đừng mặc kệ, ăn gì cũng được nhưng đừng ăn bám, mất gì cũng được nhưng đừng mất khí chất, không gì cũng được nhưng đừng không tiền, xấu gì cũng được nhưng đừng xấu tính, phụ gì cũng được nhưng đừng phụ tiền. Mấy ông dốt không biết tán gái lại cứ bảo là chị em bọn tôi khó tán. Tán gái bây giờ đừng có nhắn tin em ơi cho anh làm quen, nghe như kiểu Yahoo ngày xưa ấy. Tán gái nó giống như kiểu kinh doanh, phải có chiến lược và slogan định vị thương hiệu. Nhắn thế này này: chào em, anh là Cường, nắm ở mặt 1m75-15cm nhiều tiền, anh thấy em rất là dễ thương, cho anh làm quen nhé. Mở mặt 1m75-15cm nhiều tiền, tối nay em có rảnh không, anh muốn mời em một bữa cà phê. Mở mặt 1m75-15cm nhiều tiền, cứ nhắn một câu kèm theo với slogan như thế thì em nào chịu nổi. Ông nào mà tán gái thành công nhớ quay lại ủng hộ tôi Hồng Khít tặng người yêu.